Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Đây anh em ơi, hôm nay mình sẽ làm một cái video về đi bắt chuột đồng nhá. Hôm nay mấy anh em mình sẽ không có việc làm ấy, bọn mình đi bắt chuột đồng nhá mọi người. Mình sẽ ra ngoài cái đồng kia, mình sẽ đi đào nhá. Mọi người có thể thấy là cánh đồng này rất là to mọi người ạ. Không biết cái thành quả bọn mình đi làm chả biết có được không nữa. Anh em nào hóng chờ thì đoán xem hết video này nhá. Thôi rồi. Việt Tín. Nước ấy mà đà mà tu. Thì cái bộ này lắp lại. Chìm lô chưa, mệt chưa? Lại nào? Mệt chưa? Lắp lại vỡ mồm này. Hả? Không. Mương này có nước không Phúc? Không. Lại xe nào? Dùng lại xem mương có nước không? Múc luôn xô nước để tu. Có. Phúc cầm xô lại tung nước Phúc. Có không? Có, nó toàn tu đi mà. Đây. Nó mất sức. Tu thì mới biết là cái ngang ngách nó ở đâu. Đây là tu đã. Rồi. Nhưng mà đâu hố đâu. Đây. Tu đã. Ui. Đưa đây. Không có mẻ chắc luôn. Một thằng dịch bên đấy đi. Nào một xô cơ. Bên nào? Dạ. Xem lên tí nó chạy bên kia đấy. Múc. Nhanh như là ao ra thôi. Mẹ Phúc. Phúc bảo đi múc thì mẹ xô thì tranh cầm bây giờ. Điên ở nó cầm người găng tay rồi. Nhanh đầu đốm. Ừ nhưng mà đang tu rồi nó tràn đi rồi. Phải nộ. Uống đấy. Nữa đi mày, thằng này hết rồi. Đây, có đây một lỗ nữa này. Từ từ làm từng một lỗ đã. Làm một lỗ một. Làm bộ nó to tí. Chết rồi, đèn hết rồi, ra bánh mặt rồi. Lỗ sang ra. Lúc kéo ở đấy, cổ tớt đi. Uống nè. Thì nó chết đuối. Thế nào uống ấy? Tiếp với Phúc. Anh cố gắng lấy thêm một xô nữa. Nó đang uống, nó sắp chết rồi. Bọn này nó sắp chết rồi. Sắp chết rồi. Ra là phải bắt thằng Phúc này, găng tay này, cầm đi, thằng nào dám cầm. Mày đổ nó lên này. Đoạn đây. Trời ơi, chậm thế. Chỗ này. Chán quá. Thì phải to ấy. Nó ở đây đoạn này thôi. Đây xem bên kia có con chạy ra không? Cả lắm vẫn còn đấy, cứ tu đi anh ơi. Cứ bố đi. Đoạn này đấy, nó vào cái lỗ này đấy. Nhìn tinh vào, nhìn ta nhìn thấy gì, mình nhìn ra cái toàn bộ này. Nhìn bên đấy thấy. Cẩn thận nhá anh em, cần nhìn nhá. Đấy cái lỗ đấy đấy. Uống nước tu luôn. Nước đang tu luôn này. Lỗ đâu? Lỗ trên kìa, bên này này. Đấy gì? Ờ đúng rồi. Anh em phải xuống đây chứ. Lỗ này này. Trận đầu này. Đúng rồi. Trận đầu kia. Phúc cũng bắt mày. Ôi, Trương. Đâu rồi? Đâu rồi? Đây, trong này vào ấy. Trong này. Ở đây. Trong hai cái lỗ đấy. Rồi mấy thằng lồn nhà. Ôi, đây. Trong này. Lỗ trong này. Lỗ chân dốc ấy. Đúng rồi. Bên đây. Đúng rồi, cho anh đấy. Không, nó vừa chạy sang bên này.
Ôi. Mình ăn là mình nhục đi. Đập đi. Chạy. Lên nhỉ. Rắn gì đấy? Cẩn thận nhá. Đang chuột thành rắn rồi. Chuột chuột. 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 Rồi. Ôi 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 ôi. Anh em ơi, bọn mình đã bắt được một con chuột rồi các bạn ạ. Thử xem chỗ này xem. Bố khỉ hết rồi. Sao đây? Tu tiếp. Em đã bảo có. Không, chào kia cũng được. Phải có hôm cơ. Cẩn thận đấy, nhìn nhá. Đi với đồng đội ra. Đứng gì ra kia. Em bảo là có. Chết đuối rồi. Lâu rồi mới chết. Không chết đâu. Cẩn thận nó lao lên cái đấy. Này phát lại mặt. Này. Rồi. Ôi, đây chui vào lỗ này rồi. Tao thiếp. Mày lắm lỗ thế. Ôi giời ơi. Tao bảo gì. Ra cho tay. Đang định cho tay vào. Định cho tay vào nó ra luôn rồi. Con này nhanh thế. Đây, cái nào đây con này bé, đúng rồi. Hay đồ đệ của nó sao? Con của nó thì sao? Chưa lâu mẹ ăn.